Bạn sẽ làm gì nếu một ngày đẹp trời bạn đang lái xe mà bị kẹt chân ga? Bạn sẽ tắt máy, kéo phanh tay hay về số mo, số N? Hãy tưởng tượng vào một ngày đẹp trời trên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Vì một lý do nào đó, có thể là do lỗi kẹt chân ga đã từng xảy ra trên xe Toyota mà xe bạn cứ lao vùn vút, không thể giảm ga lại, tua máy cứ tăng lên liên tục. Và vào lúc đó thì bố thắng vì bị ma sát nhiều làm nóng bố, sôi dầu thắng dẫn đến mất thắng. Bạn sẽ làm gì? Nếu lúc đó bạn vẫn còn giữ được bình tĩnh, bạn sẽ có 3 sự lựa chọn để cứu rỗi cuộc đời bạn. Thứ nhất, kéo thắng tay. Thứ hai, về số N hay số mo. Thứ ba, tắt máy. Câu trả lời đã được thử nghiệm để tìm ra phương án tối ưu. Thứ nhất, kéo thắng tay. Hệ thống thắng tay can thiệp lên hai bánh sau. Và rất tiếc, nếu bạn chọn quyết định kéo thắng tay thì có lẽ bạn đã chọn sai. Với những tay đùa drip, kéo thắng tay sẽ khiến bánh sau mất độ bám ngay lập tức và xe cũng sẽ bị mất lái nếu bạn không quen với việc kiểm soát một chiếc xe bị mất độ bám bánh sau. Hành động này có thể nói là hành động mọi người chắc chắn sẽ nghĩ tới đầu tiên, nhưng đó lại là một phản xạ sai lầm. Thứ hai, tắt máy. Có lẽ những bạn nào thường đi xe máy hoặc xe hơi đời cũ thì sẽ nghĩ đây là giải pháp an toàn. Tắt máy, động cơ ngừng làm việc, mọi chuyện đã sau. Không đơn giản như vậy, xe hơi đời mới thì hệ thống điện quyết định tất cả các vấn đề trên xe. Bạn nào đã từng khi xe đang tắt máy và bạn quay vô lăng thì vô lăng bị lốc, vui lòng giơ tay lên. Khi tắt máy, hệ thống điện bị ngắt, vô lăng trợ lực điện sẽ không thể điều khiển. Còn với vô lăng trợ lực dầu, tắt máy sẽ khiến hệ thống kích hoạt chốt khóa vô lăng, cơ chế chống mất cắp của xe. Và như vậy, điều tồi tệ sẽ bắt đầu, bạn sẽ không thể điều khiển được chiếc xe nữa. Máy thì tắt, nhưng động năng của xe vẫn còn. Thứ ba, về số N. Đây là một hành động đúng đắn trong trường hợp này. Chỉ đúng trong trường hợp này thôi nhé. Nó không được khuyến khích sử dụng khi đang lái xe bình thường. Khi về mo, lực kéo của động cơ sẽ bị ngắt ra khỏi hộp số. Có lẽ lúc về N, khi ấy sẽ khiến máy rú lên một cách đáng sợ. Vì lúc đó, động cơ sẽ hoạt động không tải ở vòng tua cao. Khi lực kéo bị ngắt khỏi hộp số, thì đồng thời bốn bánh xe cũng chỉ còn động năng do quán tính. Và chiếc xe sẽ chậm lại, dần, nhờ ma sát, nhờ may mắn, nhờ thần linh. Bạn sẽ có nhiều hơn cơ hội sống nếu bạn chọn phương án về N. Tuy nhiên, đây chỉ là hướng dẫn dùng trong trường hợp bị kẹt ga trên đường thẳng, không phải hướng dẫn xử lý khi mất thắng phanh.